Em hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách để lồng cái khung áo đấu giống như này, thì sản phẩm mình đã cập nhật ở trong gia hàng, anh em có thể tham khảo ha. Thì anh em lật cái khung xuống ha, và nhớ lót phía dưới cái miếng dĩa dưới cái khung đỡ khỏi bị trời nha. Rồi mấy cái khuy đen này anh em tháo hết ra, lấy cái ván hậu phía sau ra và lấy cái miếng format này ra. Cái áo này thì mình lồng phía trước, cái trước phía sau dụng vậy thôi anh em ha. Anh em cứ luồn áo vào trước, sau khi luồn áo thì anh em chia ra từ cái cổ tới cái này nè anh em, từ cái cổ tới cái này cho nó cân ha, sau đó ta lật mặt sau lại. Anh em làm mặt trước thì kéo dùng về sau ha, còn nếu mà làm mặt sau thì cứ kéo dùng về trước. Tại bắt đầu ta đi vô từng đoạn đoạn để nó kéo căng áo ra ha. Đấy, mình sẽ kéo cái phần thân này trước ha, chứ đâu mình kéo qua dưới. Cái thân xong rồi bắt đầu ta xử lý hai cánh tay. Khi mà xử lý hai cánh tay thì anh em kiểm tra lại dùm hai cái tà áo giùm mình ha, nó phải bằng như thế này ha, từ đoạn này qua đoạn này và từ đoạn này qua đoạn này ha. Rồi ta tiếp tục xử lý hai cánh tay ha. Rồi sau khi mà xử lý hai cái tay áo kéo cho nó căng ra thì anh em nhìn lại phía sau ha. Đây, giờ mình lật mặt trước ha. Đấy, và anh em mới đưa vào. Rồi bắt đầu anh em cứ đỡ như thế này và anh em vừa dính như thế này ha và đưa lên. Rồi khi mà anh em đưa vào lấy cái tay mình nữa mình dính cái áo mà mình ướm thử ha. Mình coi thử nó cân ha, mình coi hai tảo này từ bên này tới bên này, từ này tới này nó cân chưa, mình chia đều cho nó cân hết ha. Cho nó đều cho nó cân. Và xong mình bắt đầu mới cố định lại. Sau khi mà cố định mình chia cái áo sau với cái lớp nền đen ở phía ngoài á thì bắt đầu mình sẽ dán băng keo cố định lại ha. Dán một nửa của cái áo và một nửa dưới nền trắng này anh em ha. Để nó có liên kết lại nha. Sau khi mà cố định băng keo lại rồi á thì bắt đầu ta lấy cái tấm bắn hậu phía sau ha. Ta ập lại. Rồi bắt đầu ta gà mấy cái khuy đen lúc đầu á. Ta gà hết lại anh em ha. Rồi ta dán băng keo lại cho anh em ha. Còn băng keo này thì shop vẫn cho anh em đầy đủ về anh em, giống như lúc đầu từ nãy giờ mình hướng dẫn thì phụ kiện nó như đầy đủ như thế nào thì anh em có đầy đủ như hết ha. Anh em về làm thôi. Cùng của mình là khi mà dán băng keo lại rồi thì anh em cũng có một cái sợi dây móc như thế này ha. Cái đầu anh em vặn vít lại. Rồi anh em lấy dấu cho mình ha, khoảng 15 cm ha. Rồi trước khi mà anh em xoay cái móc qua thì anh em vẫn lấy móc là ngay cái điểm đảo của mình khi mà gạch xuống ha, 15 cm ha. Rồi anh em dặn vừa vừa thôi. Rồi anh em vẫn xoay như thế ha, như thế này. Rồi anh em mới cố định cái vít lại luôn ha. Anh em có thể dùng tua vít mình dặn từ vào cũng được. Rồi sau khi mà cái sợi dây móc á nó bắn lại rồi thì nó như thế này anh em ha. Đấy, nó trong cái phạm vi này thôi. Anh em móc lên thì nó nằm trong cái khung, nó không có ló lên quá ha. Nếu mà cái sợi dây bên mình nó chạy dài quá thì anh em đưa xuống ha, khoảng 15 hay 20 cm ha. Trong cái phạm vi sợi dây này nó đi ngang qua cái khung này như thế, trong cái phạm vi khung này thôi, đừng để nó ló qua ở cái móc ở trên quá thì nó sẽ xấu. Rồi anh em lưu ý một cái nữa là hai cái móc như thế này. Nó sẽ xéo như thế này ha, đỡ cái sợi dây nó căng qua ha. Chứ đừng có đỡ thẳng cái móc lên nha anh em. Đó thì cái sợi dây móc mình nó mới đưa lên như thế này được.